Sửa xe 3-4 năm rồi đây, hay là chẳng sang nhưng hơi thoải mái, sang tình mơ pha trà chấm thuốc phi pha đôi hơi, đời vui thế thôi. Mùi xăng hôi trong tôi bao ngày tháng, bàn tay giờ trong lóm lem bụi nhớn, anh thâu cho nghề tôi rơi biết bao mồ hôi vì đam mê yêu quý nghề. Thôi thì ta cố vì đam mê vất vả ta cũng chịu, vì mưu sinh quyết chí ta giữ nghề. Tôi nghề sửa xe tu viết xuống cầm tay, xe nào hỏng thay vô đây xử hết, cả xe ga hay là xe số, dù bảy lâu năm gặp tôi cũng xong. Đầu tiên nghi buji đen dầu nhớt, nhì tôi nghi xăng xe đang bị tắc, hay lý do vừa qua không lý do nào sao thì bô bin thôi cháy rồi nên cần thay mới, còn không sao chắc chắn xe đã hỏng, hỏng bên trong các bác vui vẻ chờ. Sửa xe 3-4 năm rồi và đồng thời tạo sự gắn bó của tất cả chúng ta lại gần nhau hơn. Và đến tham dự trong buổi tiệc họp mặt giao lưu anh em sửa chữa mua bán xe gắn máy hôm nay, xin được trân trọng kính giới thiệu có ông Phạm Thanh Lực là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mỏ Xu cũng đến cùng chung vui. Trưởng ban tổ chức có ông Phạm Ngô. Xin quý vị chúng ta dành cho những tràng pháo tay thật lớn, thật lòng nhiệt để hoan nghênh quý vị. Vâng, và về phía đại diện công ty dầu nhớt Petro cũng đến tham dự chung vui với chúng ta ngày hôm nay. Đại diện khu vực thị trấn Võ Xu có ông Nguyễn Trường Toản. Và còn có các anh chị em đến từ Đồng Nai, tỉnh Linh. Và một lần nữa xin chào quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho sự có mặt của tất cả các anh em có mặt trong buổi tiệc hôm nay ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và giờ đây tôi xin được trân trọng kính mời ông Phạm Ngô là trưởng ban tổ chức sẽ tiến về phía sân khấu để có đôi lời gửi đến cho tất cả các anh chị em trong buổi tiệc họp mặt đầu năm. Xin mời anh Nam Thành đại lý Nam Thành. Xin mời anh Điệp đến từ Tân Phú Đồng Nai. Xin mời anh Hùng đến từ Đồng Khô. Xin mời anh Quang Bảo đến từ Đất Tài. Xin mời anh Toản đến từ Võ Xu. Xin mời anh Song đến từ thị trấn Võ Xu. Xin mời anh Ti đến từ công bộ 3-7 Xuân Lộc. Xin mời anh A Văn đến từ Đức Hạnh. Xin mời anh A Giàu đến từ thị trấn Đất Tài. Xin mời anh Hoàng Nghĩa đến từ thị trấn Đất Tài. Xin mời anh Hiếu đến từ Gia An. Xin mời anh Tấu Hùng đến từ Tĩnh Linh. Xin mời anh Sang đến từ Đa Cai. Xin mời anh Cách Sa Phôn. Anh Tuấn đến từ Tân Phú. Xin mời anh Lập Châu đến từ Trảng Bom. Xin mời anh Sang đến từ Tân Phú. Xin mời anh Hoàng Chính đến từ Ninh Chính. Và xin mời anh Minh Sang đến từ Đức Hạnh để ban tổ chức chúng tôi tặng bó hoa thay lời cảm ơn ạ. Và một lần nữa xin được mời
các anh có tên mà vừa rồi mà anh Lan Ngô đã đọc, xin các anh hãy vui lòng cùng tiến về sân khấu để nhận họa từ ban tổ chức. Thay cho lời cảm ơn đến tất cả các anh em đã đồng hành cùng với trưởng ban tổ chức trong 10 năm qua, thì trong buổi tiệc ngày hôm nay, trưởng ban tổ chức sẽ có những bó hoa tươi thắm để gửi đến cho tất cả các anh em. Và xin các nhiếp ảnh gia của chúng ta hãy lưu lại những khoảnh khắc, những kỷ niệm đẹp trong ngày hôm nay ạ. Anh ơi, biển số 60A16386, chúng ta hãy di chuyển xe của mình đến một vị trí khác để các xe bạn được tiến vào phía bên trong. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời chủ nhân xe mang biển số 60A16368, chúng ta di chuyển xe đến một vị trí khác để xe các bạn, các hiện bạn cũng như các anh em của chúng ta tiến vào để tham dự chương trình. Một tràng pháo tay thật lớn đi các anh em ơi. Thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn tất cả các anh em rất nhiều. Chương trình cho đến ngày hôm nay là đã 10 năm rồi quý vị. Tất cả các em của chúng ta càng ngày càng đông hơn, chứng tỏ chương trình của chúng ta có sức thu hút. Vâng, đây là món quà mà anh Văn muốn gửi đến cho anh Ngô, coi như là lời cảm ơn anh Ngô với tấm lòng nhiệt huyết của anh đã đồng hành cùng ban tổ chức trong suốt 10 năm. Cũng thay mặt gia đình bên nội bên ngoại xin chân thành cảm ơn A Văn Lê Liệt. Thì cũng xin tâm sự thêm là kính thưa quý vị, cách đây 10 năm, năm 1900 cũng lâu lắm rồi, Ngô nhớ là như vậy. Thì khoảng cỡ tầm giờ này thì Ngô nghe một cúp điện thoại từ A Văn. Anh Ngô hả? Anh đang làm gì đó? Anh đang ăn cơm. Năm nay tụi em muốn tất cả anh em tại thị trấn Đức Tài hoặc đặt tụi em đầu năm để có một cái tiệc để bên thợ ông ta. Thì mua nệm Ngô nghe như vậy thì tức tốc hai vợ chồng, khoảng tầm cỡ 5:30-6 giờ hai vợ chồng chạy lên dưới đất. Thì lúc bấy giờ trong cái bàn tiệc ngày hôm đó gồm có A Văn, A Giàu, Thắng Mập, rất nhiều anh em, có tất cả trong tổ 20 nữa. Trong tổ 20 nhớ không ạ? Đó thì từ đó chương trình được bắt đầu từ thị trấn Đức Tài với số lượng 50 thành viên tham gia. Và đến ngày hôm nay thì con số, nếu mà anh em đăng ký mà đi đầy đủ, con số năm nay nó vượt lên tới 200 người. Và hiện tại bây giờ trong buổi tiệc ngày hôm nay thì nói chung anh em đi chưa tới, thứ nhất, thứ hai, anh em đã đăng ký mà lại rút tiền, thay mặt cho ban tổ chức xin cáo lỗi vấn đề cái tinh thần của anh em. Thì thôi Ngô không có gì hơn, thay mặt bên nội bên ngoại xin chân thành cảm ơn anh A Văn. Vâng, riêng anh A Văn cũng như là ban tổ chức không. Có tên á thì giơ tay và lên trong đây, tại vì có một số anh chị em chúng ta đăng ký mà lại không tham gia. Nhiệt nổi bây giờ các tên là cũng có trong đây rồi, cho nên mà khi tôi kêu ví dụ như anh Trần Minh Sang, Đức Hạnh thì anh Sang có, anh Sang lên. Còn người nào không có thì không lên. Cứ mỗi một lượt người xin mời anh em chúng ta 10 người. Và xong 70 phần quà này chắc lẽ Ngô cũng tốt mồ hôi và tiếp tục. Cũng Ngô cũng xin giới thiệu là Sài Gòn Metro năm nay đến với những phần quà rất lớn. Dễ nhất, dễ nhì, dễ ba, gồm có một bộ bàn ghế trị giá dưới 1 tỷ và 2 cái dù khoảng cỡ dưới 500 triệu.
và ba cái kệ để nhớt và một cái áo gió. Thì chương trình đầu tiên, xin mời anh Điệp à, anh Điệp ơi, anh Điệp inbox mở hàng dùm em thử là người nào là trúng đầu tiên à. Xin mời anh Điệp hãy hỗ trợ bên chương trình Phúc Âm May Mắn. Anh Điệp là chủ của 70 phần quà. Qua ngày hôm sau là anh Ngô anh phải đi truyền nước mà chỉ phải tẩm bổ cho anh là cả tháng trời anh mới khôi phục lại sức khỏe. Vì thế mà tất cả các anh em của chúng ta hãy yêu thương anh Ngô nhiều hơn nữa. Và một lần nữa chúng ta còn dành một tràng pháo tay thật lớn kìa. Xin mời năm anh của chúng ta hãy trở về vị trí cũ của mình. Tôi
chút đâu bằng tình lòng nhắn ái của con và lâu khó giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả. Xin lỗi quý vị, ngô hát không ai. Xin lỗi quý vị nha. Mỗi một người đóng chỉ 250 ngàn. Mà quà không phải là tôi kể, cái này là của công ty tài trợ, của Đông Thanh tài trợ. Thì quà cầm về 150 rồi, còn 100 ngàn tiền tiệc thôi. Đó là những là gì? Công sức của Mùa Đệm Ngô, công sức của Sài Gòn Metro và Đông Thanh và Trường Toán và nhiều lắm, như là A Văn, Minh Sang các thứ, rất là nhiều anh em hỗ trợ tôi. Và tôi cũng xin cởi mở cho anh Đình, anh Bạch Đình hiểu rõ, chúng tôi không có gài ai, chúng tôi còn bỏ ra những số tiền để làm từ thiện. Những cái việc làm từ thiện của tôi, nói thiệt với anh em, chuyện nhỏ, tôi giúp đỡ anh em mới là chuyện lớn. Tôi xin hứa và nói thẳng một câu, Mùa Đệm Ngô này dám làm, dám chơi, dám chịu. Tất cả anh em chúng ta ở đây, ai cần gì giúp đỡ, ai cần gì hỗ trợ, gọi Mùa Đệm Ngô này. Ngô rất là nghèo, nhưng ở đâu có người nghèo là Ngô sẽ tới. Mùa Đệm Ngô dám nói, dám làm, dám chơi, dám chịu. Những cái vấn đề ngày hôm nay duy trì đến ngày mai. Và Ngô nói nhiều thì mất lòng, Ngô chỉ cởi mở chỉ bao nhiêu thôi. Thì mong rằng anh em chúng ta sang năm có cái nhìn mới hơn. Và những lời Mùa Đệm Ngô nói, nếu anh em nào trách vấn, Ngô sẵn sàng nhận lỗi những gì Ngô sai sót. Và Ngô luôn luôn lắng nghe để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và càng phát triển nhiều hơn. Và sau đây thì chương trình bán đấu giá, đầu tiên là chiếc đồng hồ xin MC hỗ trợ cho Mùa Đệm Ngô. Thực tế bây giờ thì cũng xin xuống sân khấu. Mùa Đệm Ngô rác cổ quá nhiều và Ngô sẽ xuống dưới. Kính thưa tất cả các anh em võ su thân mến, như chúng ta cũng đã biết là anh Ngô là một và người... chiếc đồng hồ này trị giá mua tại cửa hàng Minh Xuân 750 và cái logo 50 ngàn nữa là trị giá 800. Đó là tỷ giá hiện thực. Và xin sau đây Ngô cũng xin chia sẻ một chút xíu. Trước hết, nếu Ngô Mùa Đệm Ngô nói có gì không phải, xin tất cả quý vị chúng ta hãy bỏ qua. Thì chương trình bán đấu giá để gây quỹ, thì hôm vừa rồi Ngô cũng xin chia sẻ hơn. Tại Tánh Ngô thì hai nói thật, thì Ngô có gặp anh Mạnh Đình, thì anh Mạnh Đình có ý kiến. Anh Mạnh Đình nói rằng những thành viên Ông Đa 67 Việt Nam và là hậu trưởng câu lạc bộ Ông Đa 67 Đức Linh và tổng phụ trách câu lạc bộ Ông Đa 67 tỉnh Bình Thuận, ngày hôm nay thì thay mặt anh em 67 cũng giống như anh em sửa chữa mua bán xe gắn máy các quyền lân cận, gửi lời cảm ơn và biết ơn đến anh Ti có những cái đóng góp nhất định, và cũng mong rằng anh em chúng ta hãy cho một tràng pháo tay anh Ti. Anh Ti có đôi lời bất hiểu sai vậy anh, thấy anh buồn? Thật sự hôm nay rất là vui. Cái vui thứ nhất là thấy anh em đoàn kết đông đủ như thế này. Cái vui thứ hai là trong một cái thời buổi mà khó khăn cùng như thế này thì còn rất là nhiều người, rất là nhiều những cái tấm lòng biết san sẻ cho người nghèo, biết quan tâm với cái đời sống xã hội và làm những công tác từ thiện. Một lần nữa qua bảo xin chúc các anh đang lan trả ở đây một mùa xuân vui và một năm mới đàn này sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho cộng đồng. Thay mặt cho ban tổ chức chương trình cũng như người chưa biết là người nào sẽ nhận cái phần quà trong quỹ từ thiện là 3 triệu. Nhưng trước tiên là cảm ơn anh trước ạ. Rồi, thay mặt bên nội bên ngoại xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và đã đến đây với chương trình. Thì đây là phần quà của anh Điệp, năm mới không có gì hơn, xin chúc cho tất cả quý vị anh chị em chúng ta sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài, nấu nhanh cho nó gọn. Rồi tiếp tục anh ơi, anh Duy ơi, tiếp tục anh Toàn đại lý xe Honda Võ Xu, anh Toàn đến từ Võ Xu, xin mời anh Cảnh đến từ Đức Tiến. Mấy người rồi? 4 người. Anh Huấn 67 Tân Phú, trời ơi hai thầy trò hôm nay qua dớt hết mẹ của anh em.
Rồi thì cũng có gì hơn thay mặt ban tổ chức thì đây mặt anh Điệp chứ lộn. Anh Điệp là đến từ trong phố Đồng Nai, chúc cho tất cả chúng ta sức khỏe dồi dào. Trong đây là đặc biệt có anh Toán là người đã hỗ trợ cho Ngô trong suốt 3 năm qua. Quen biết khoảng 2 cái luôn em. Kính thưa quý vị, cũng như lời nói ban đầu của Ngô nãy thì anh em nào không có mặt là không được nhận quà chứ không được đem về. Tại vì khi vắng mặt, ít nhất tối thiểu phải có lý do chính đáng. Thứ hai, chúng tôi làm theo nguyên tắc đó là chúng tôi có là chúng tôi phát, không có thì thôi. Chứ sao nữa? Chứ bây giờ anh đóng tiền anh không đi, chúng tôi không phải có không có tiền để làm, nhưng mà tôi cần những con người đến với nhau. À, tôi hay nói thẳng, xin em chúng ta hãy vui vẻ. Rồi xin chúc tất cả anh em chị em chúng ta năm mới an khang thịnh vượng, làm đâu là trong đó anh chị đến từ thành phố. Xin chân thành cảm ơn và cảm ơn. Và tiếp tục thôi. Tranh thủ anh em ơi, còn 3 giải đặc biệt, 4 giải đặc biệt nữa. Rồi năm mới cũng xin chúc cho anh em chúng ta phát tài là mang may mắn. Và xe thì mau hư đến anh em. Sửa cho nó có tiền. Có tiền người ta có quyền. Rồi. Tiếp ơi. Và tiếp tục. Anh số hồng Tất Linh à. Đẩy lấy số hồng Tất Linh. Anh Túc tạo tiện rất hạnh. Anh Tuấn tạo tiện rất hạnh, cô Tuấn á. Anh Trí Quang Bảo rất tài. Anh Tịnh Cường Giang. Anh Hải. Anh Hải rất tài. Anh Hải đâu rồi? Anh Hải đâu rồi rất tài. Anh Bảo Giáo Su. Anh Bảo Giáo Su. Xin mời anh Bảo Giáo Su. À, anh Hùng Đồng Khô. Xin mời anh Hùng Đồng Khô. Anh Ngọc Hải đến từ Tánh Linh. À, sao đệ tử của Hải. Đồng chí sao, đây là một lần đầu tiên của anh sao đến với chương trình. Xin mời anh Hà, anh sao lấy cái mũ xuống à. Xin mời anh sao lấy cái mũ xuống tại chúng ta. Chương trình có thu chết cho nên là không anh em. Chúng ta lên sân khấu, mũ mỏ là bỏ mũ. Xin mời anh Ngọ đến từ Đại Lý Quang Bảo. Anh Ngọ à, anh Ngọ là anh Ngựa đó. Rồi chưa? 4 lần rồi đó nha. 4 lần đó nha. Tôi thông báo là 4 lần đó nói trước. Rồi xin mời anh em chúng ta phát lần thứ tư chứ không phải lần 4 lần. Alo. Xin chúc anh em mới sức khỏe, làm ăn dồi dào. Làm đâu trong đó. Và tiếp tục. Anh Đại đến từ Đức Tiến. Anh em tranh thủ à. Rồi mình sang hấp quà dùm với nhau rồi.
tất tài. À, đầu tiên là tìm đâu mà đầu tư là đường tao. Rồi xin mời. Và xin mời anh A Văn bóc lộ giùm 10 cái ạ. Bóc 10 cái A Văn. Time to forget you. I'm all alone in a ghost town. It's a beautiful madness inside my soul, and I can't stop thinking of you. Walking on the lonely avenue. Are you, are you?